Chào các bạn đến với kênh của Huy. Khi nhiều khách hàng đến với thương hiệu Mercedes-Benz và tìm mua cho mình một chiếc xe gầm cao 7 chỗ, có rất là nhiều câu hỏi phân vân giữa chiếc GLE 450 và chiếc GLS 450. Mỗi một chiếc xe có những ưu điểm và những cái hay riêng thích hợp với từng cái nhu cầu và cái sở thích của mỗi khách hàng. Thì trong clip ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau khám phá chi tiết GLE 450 và GLS 450 để xem cả hai chiếc xe này có những đặc điểm gì khác nhau, để xem các bạn thích chiếc xe nào hơn nha. Phần đầu xe, cả GLE 450 và GLS 450 đều rất là ngầu, đều rất là hầm hố nhờ vào cái trang bị body kit AMG. Nhưng nó có một số cái điểm khác, như là cái GLE, cái phần mặt nạ của chúng ta là hiệu ứng kim cương với những cái chấm nhỏ, và một cái logo ngôi sao ba cánh chính giữa, cũng như là một cái thanh chrome. Thì ở chiếc GLS 450 chúng ta lại là một cái logo ngôi sao ba cánh lớn với hai cái thanh chrome trên và dưới, chứ không có hiệu ứng kim cương ở cái phần mặt nạ này. Cả hai ở cái phần cản đều khá là giống nhau, đều là cản AMG hết, rất là hầm hố. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào thì GLE 450 ở cái phần chrome này nó được cắt xẻ, nhìn nó tinh hơn, nó sắc hơn ha. Và ở cụm đèn, cụm đèn, về cái kiểu thiết kế thì cái GLE có hai cái đường dây led móc câu chiếu sáng ban ngày, trong khi GLS chúng ta sẽ có một cái đường móc câu, cũng như là có hai cái chấm ở đây làm cái định dạng đèn ban ngày. Còn về cái chất đèn, GLS chắc chắn phải là đèn thông minh multi beam với 9 tính năng thông minh. Còn GLE thì nếu là chiếc này đây đang được trang bị là đèn full led. Nhưng nếu các bạn thích đèn multi beam vẫn có thể nhập về với mức giá nhỉnh hơn chiếc này tầm khoảng là 50 triệu ha, vẫn có đèn multi beam nhưng ở trên phiên bản này là đèn full led thôi. Phần đầu xe, mình thấy là cả phần đầu xe rất là trường ha, được thiết kế rất là trường xe, và cả hai cái phần đầu xe đều được thiết kế bốn cái đường gân dập nổi trên nắp capo. Và dưới nắp capo của cả hai chiếc xe đều là khối động cơ giống nhau, i6 3 chấm tăng áp cuộn kép, sản sinh công suất cực đại là 367 mã lực và mô men xoắn cực đại là 500 Nm. Hai chiếc xe sử dụng khối động cơ giống nhau, hộp số tự động 9 cấp giống nhau và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian giống nhau. Vậy là cả hai đều có một cái sự vận hành đến từ hai trái tim giống nhau các bạn. Và cả hai đều có công nghệ EcoBoost để chúng ta đề máy hai chiếc xe rất là êm. Và khi chúng ta tăng tốc thì hệ thống này sẽ bổ trợ cho động cơ một cái lực kéo nhất định. Tiến sang cái phần thân xe, cái phần thân xe là một cái sự khác biệt tương đối rõ rệt. Đầu tiên là về chiều dài, chiếc GLE 450 sở hữu chiều dài 4m950, trong khi chiếc GLS là 5m226, nói một cách ngắn gọn thì GLS có chiều dài dài hơn chiếc GLE 450 tầm gần 3 tấc. Thì nếu khách hàng nào có sở thích những chiếc xe to, bự, full size thì GLS rất là tuyệt vời. Nhưng nhiều khách hàng lại thích một chiếc xe nó vừa thôi, để chúng ta có thể tự cầm lái một cách nó tương đối gọn gàng và dễ di chuyển trong đường nội thành chật chội, thì GLE là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Và ở cái phần cánh cửa sổ này là một cái sự khác biệt. Nếu như GLS chúng ta được thiết kế cái phần cửa kính thông suốt từ dưới lên trên với những cái đường chrome bao xung quanh, thì sang GLE chúng ta sẽ có một cái đường cắt ở đây, ngay cái phần đuôi này. Đây cũng là một trong những cái ADN của GLE từ những cái thế hệ trước tới nay. Cái này rất hay, cái này nó nhìn từ bên hông sang theo mình thấy là nó rất là cá tính.
và trên nóc của cả hai chiếc xe đều có một cái giá nóc bằng nhôm. Cả hai chiếc đều có một cái bộ mâm được thiết kế giống nhau, mâm AMG màu xám, 5 chấu kép hết, và cái lốp là lốp dày ha, lốp dày. Nhưng về kích thước thì khác nhau nha. Mâm của GLS là mâm 21 inch, trong khi GLE là 20 inch. À, nhìn qua cái kiểu thì giống nhưng kích thước thì khác. Cả hai đều được thiết kế cái vòm bánh xe lớn. Và cái hệ thống treo của GLE 450 là hệ thống treo thích ứng với dầu lò xo. Còn GLS 450 chúng ta là hệ thống treo khí nén. Tất nhiên về mặt lý thuyết, hệ thống treo khí nén sẽ êm hơn là hệ thống treo thích ứng và có tính năng là nâng hạ gầm khi mà chúng ta đi qua những cái đường xấu cũng như là cái đường dốc nó hơi dốc các bạn. Nhưng mà chúng ta xét thêm một yếu tố là về độ bền thì chắc chắn hệ thống treo khí nén về độ bền 3-4-5 năm sẽ không bằng chiếc GLE. Và về cái hiệu quả kinh tế thì cái phuộc của GLE sẽ kinh tế hơn. Và thêm một yếu tố nhỏ nữa thì với những khách hàng mà nhạy cảm với cái phuộc hơi thì cũng nên cân nhắc về cái phuộc hơi này. Có nhiều khách hàng nhạy cảm với cái phuộc hơi ha, thì chúng ta có thể cân nhắc sang cái phuộc dầu lò xo thích ứng. Còn về kết cấu khung gầm của cả hai chiếc xe đều được thiết kế với những càng A nhôm lớn, với những cái thanh đòn rất là nhiều chi tiết dưới gầm xe để bảo đảm cho cái sự vận hành đầm chắc, êm ái và cách âm rất là tuyệt vời của cả hai dòng xe này. Trên tay nắm cửa chúng ta được mạ chrome cả hai chiếc xe và đều có tính năng là đóng mở cửa không cần rút chìa khóa ra khi let's go. Và cả hai đều có cửa hít nha, đều có tính năng cửa hít và đóng cửa rất là chắc luôn, rất là chắc nha, rất là chắc. Và cả hai đều có bệ tựa lên xuống cố định ha, đều có. Chúng ta tiến sang cái phần đuôi xe. Phần đuôi xe cũng như là cái phần thân xe đều là cái sự khác biệt rất là rõ. GLE chúng ta có một cái cụm đèn hậu, mình thấy nó giống như một cái chiếc lá ha, với hai cái dây LED. Thì sang GLS thì nó cái cụm đèn của nó thon hơn, nó cũng có hai cái dây LED bên trong nhưng mà nó thon hơn, với một cái đường chrome vuốt từ mép đèn bên trái sang mép đèn bên phải, trong khi GLE thì cái đường chrome nó sẽ nối giữa hai cái phần đầu của cái đèn. Về cái phần cản dưới của cả hai xe thì mình thấy là giống nhau, đều được mạ chrome bóng rất là chỉnh chu. Cả hai chiếc đều có những tính năng an toàn như là đổ xe tự động, những hệ thống tiện nghi như là hệ thống đá cốp và những hệ thống an toàn cao cấp như là hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống chống trượt, cân bằng điện tử ESP vân vân ha. Cả hai chiếc về an toàn, độ an toàn là như nhau. Chúng ta xem cái phần cốp xe nha. Phần cốp xe GLE 450 và GLS đều được trang bị cấu hình là 7 chỗ ngồi cả. Nhưng cái phần cốp của cái GLE khi mà chúng ta dựng hết 3 hàng ghế lên thì mình thấy là nó cũng gọi là đủ xài một tí thôi, chứ cũng không có là rộng đâu. À, cái phần cốp này. Còn nếu mà chúng ta không sàn ghế thứ ba, chúng ta sẽ gặp lại ha. Chúng ta sẽ gặp lại, mình gặp thử để mình để đồ ha. Thử nè. À, GLE thì muốn gặp thì chúng ta sẽ gặp bằng cơ ha, sẽ gặp bằng cơ. Khi mà chúng ta gặp hàng ghế thứ ba xuống thì nó phẳng như thế này. Hàng ghế thứ ba gặp cơ, nhưng hàng ghế thứ hai chúng ta sẽ gặp điện thông qua hai cái nút ở đây ha. Chúng ta nhấn một cái thôi thì hàng ghế thứ hai sẽ từ từ gập xuống. Mình thấy là nếu mà chúng ta đi chỉ hai người ngồi phía trước thôi thì chúng ta gập thế này, chúng ta làm được rất nhiều việc ha, rất là tiện dụng. Và nếu mà chúng ta gập lên thì chúng ta cần nhấn nút thôi thì hàng ghế sẽ tự động
đi lên. Và sang chiếc GLS thì sao? GLS thì do là sở hữu chiều dài tổng thể lớn hơn GLE tầm 3 tấc, nên là khi mà chúng ta gập hết 3 hàng ghế lên thì mình thấy cái khoảng để đồ nhìn nó có vẻ nó tương đối hơn là GLE. Và chúng ta có một cái ở trên đây để chúng ta để những cái đồ nhẹ ha. Và hàng ghế thứ ba khi mà chúng ta muốn gập thì chúng ta nhấn nút ha, gập điện. Trong chiếc GLE là chúng ta sẽ gập cơ. Sẽ gập từ từ xuống này. Đó, và mình tháo cái này ra để các bạn thấy cái độ rộng của nó. Đó, khi chúng ta gập hàng ghế thứ ba thì nó sẽ rộng, rất là rộng. Và nếu mà chúng ta muốn gập luôn hàng ghế thứ hai cũng là một nút ha, để mà gập hết tất cả xuống. Và ở phần đuôi xe của cái GLS xuống một cái rất là hay, thế này do là sở hữu cái hệ thống treo khí nén nên là chúng ta nâng gầm, mà cái gầm nó hơi cao và chúng ta bưng những cái đồ nó hơi nặng đó, chúng ta để lên nó hơi gọi là bất tiện, thì chúng ta có thể nhấn một cái nút ở đây để mà hạ cái phần mông của cái GLS xuống à, để đồ lên nó rất là tiện. Và một cái hay thứ hai nữa là chúng ta chỉ cần một nút thôi để chúng ta có thể gập tất cả lên hết ha. Chúng ta gập tất cả lên hết luôn. Đó. Trong khi GLE thì chúng ta phải gập hàng ghế thứ hai và dùng tay chúng ta gập cái hàng ghế thứ ba, trong khi GLS là một nút chúng ta có thể gập lên hết. Rồi chúng ta sang cái phần bên trong nha. Phần bên trong đầu tiên là cái phần cánh cửa. GLE trước nha, GLE trước. Một chiếc xe giấy tờ luôn tầm 5 tỷ thì chắc chắn là cái phần khoang nội thất sẽ rất là chỉnh chu ngay từ phần cánh cửa. Thì những cái chất liệu như là giá tico này, những cái đường chỉ may này, ốp gỗ sồi này, và những cái nút được mạ chrome rất là sáng bóng. Và hai ghế trước được chỉnh điện tích hợp nhớ ba vị trí, cũng như là dàn âm thanh vòm 13 là Burmester rất là hay trên GLE. Ở dưới này chúng ta cũng được bọc da đường chỉ may với những cái chất liệu mạ chrome phay xước ha. Và từ hàng ghế tài chúng ta có thể chỉnh cho cả hàng ghế phụ thông qua cái nút ở đây. Còn sang GLS thì sao? GLS mình thấy giống y hệt ha. Từ dàn âm thanh, từ chức năng chỉnh ghế, nhớ vị trí ghế, tất cả các chất liệu da là giống như GLE. Và về màu da cả hai chiếc xe đều có hai tùy chọn màu da. Chúng ta có thể chọn cái màu da sáng này. Cái màu da sáng này hoặc là cái màu da đen tuyền, cả hai đều là màu giống nhau. Nếu chúng ta chọn màu này thì nó sẽ sáng hơn, chúng ta phải mất nhiều thời gian, nhiều công sức để mà chăm cái da này hơn ha. Rồi, vào bên trong ngồi nhé. Để máy thử nha. Rất là êm, mình đang ngồi ở cái khoang bên trong, khoang lái của chiếc GLE 450 như mình có chia sẻ phần đầu video. Thì cả hai đều có cái công nghệ là EcoBoost, nên là khi chúng ta đề máy á, nó rất là êm ha, nó rất là êm. Những người nào mà không rành về xe thì vào là sẽ không nhận biết được đâu. GLE thì một cái khoang thiết kế sang trọng, mạnh mẽ với những cái chi tiết như là gỗ sồi này, chrome này, dàn điều hòa của chúng ta là hai vùng độc lập ha, những cái chất liệu da Artico được bọc ở trên ha, hai cái tay nắm, ghế được bọc da thật ha, ghế được bọc da thật với những cái đường chỉ may chìm, ghế ngồi rất êm với hai cái bệ tựa hai bên này ha. Một cái vô lăng được bọc da Napa, cầm nắm rất chắc và xoay rất nhẹ. Một cái màn hình dài full vuốt từ bên trái sang bên phải xe, với bên trái là full kỹ thuật số và bên phải cũng là full luôn. Và chúng ta có camera lùi rất nét. Camera lùi rất nét ha, chúng ta có thể xem được góc rộng cũng như là góc hẹp này. Góc rộng này, góc hẹp này. Mặc dù trời đang rất là nắng nên chúng ta chuyển vẫn ok ha.
Và chúng ta có chế độ là Eco, tiết kiệm nhiên liệu, Comfort, êm ái, Sport, thể thao, ha. Individual, nó sẽ tự thiết lập dựa trên cái nhu cầu của chúng ta. Và khi chúng ta thay đổi chế độ lái này thì xe sẽ can thiệp vào động cơ, hộp số, vô lăng và hệ thống ESP. Và trên màn hình này chúng ta vẫn có những tính năng như là định vị, nghe nhạc, đèn viền, nội thất, vân vân ha. Và trên vô lăng chúng ta vẫn có những tính năng là giới hạn tốc độ, ga tự động, hai lễ chuyển số phía sau. Và màn hình trong này chúng ta vẫn có thể là điều chỉnh được những cái kiểu riêng biệt cho cái màn hình này. Ví dụ như nó đang là cấp tiến này, thì chúng ta có thể thay đổi sang là thể thao ha. Đó. Rồi chúng ta ra hàng ghế thứ hai của chiếc GLE này nha. Mình đang ngồi ở khoang thứ hai của chiếc GLE. Rộng rãi, thoáng nha, chúng ta ngồi chiếc này, chúng ta lái hoặc là chúng ta có tài xế, chúng ta ngồi sau vẫn rất là ok. Và hàng ghế này chúng ta có thể chỉnh điện này. Chỉnh điện trên cái cửa luôn ha. Chỉnh lưng này. Đó, chỉnh lên xuống ha. Khi chúng ta không có sử dụng ghế thứ ba thì chúng ta có thể đẩy ra hết như thế này. Đẩy hết cái khoang để chân rất là rộng ha. Rất là rộng. Trần thoáng. Trần thoáng. Trên trần chúng ta sẽ không có số trời nha. Không có số trời. Với mình thì ở Việt Nam cũng không có nhất thiết là phải có số trời. Đối với mình như vậy thôi thì khí hậu của mình là nắng và bụi ha. Ít khi nào xài. Tất nhiên là tùy quan điểm và sở thích của mỗi người. Nhưng mà không có số trời, bù lại chúng ta sẽ có một cái trần được ốp cái màu sáng ha. Thì chúng ta ngồi bên trong nó không có bí. Chúng ta có một cái hốc gió được mạ chrome phay xước phía sau, rất là mát. Ok, chúng ta sẽ ra hàng ghế thứ ba nha. Muốn ra hàng ghế thứ ba của chiếc GLE này, chúng ta cần nhấn một nút thôi. Nhấn một nút thôi, thì cái ghế thứ hai nó sẽ từ từ nó nhích lên ha, nhích lên để chúng ta có thể bước ra hàng ghế thứ ba. Rồi, chúng ta bước ra nha. Mình đang ngồi ở cái hàng ghế thứ ba. Thực sự thì mình cao 1m73. Thì ngồi cái thứ ba này nếu mà gọi là ngồi mà đi đoạn đường ngắn thì ok. Chứ mà đi đoạn đường dài thì sẽ ngồi không có thoải mái ha. Như các bạn thấy là cái chân nó hơi cong và nó chạm vào cái hàng ghế thứ hai rồi. Thì nếu mà gọi là để thoải mái thì những hành khách mà từ 1m6 đổ xuống, hoặc là những trẻ em và do bước lên bước xuống nên là những chị em mặc váy thì cũng hạn chế ha. Đấy thì ngồi nó sẽ thoải mái hơn. Và mình thấy là thoáng ha. Thoáng. Do là cái trần xe nó cao nên là ngồi nó rất là thoáng. Và có một cái kính ở đây. Cái kính ở đây. Như mình nói ở phần giữa video đó, cái thân xe nó có một cái kính cắt xéo xuống thì chúng ta nhìn từ bên này qua nó cũng rất là ok ha. Nhưng mà nó lại không có cái chỗ để tay. Nó sẽ không có cái chỗ để tay. Và nó cũng không có chỗ để ly. Chúng ta nếu mà muốn để tay thì có thể để đây. Chứ nó không có cái bệ tựa như bọc da ha. Có cái để chỗ để tay bằng nỉ như này thôi. Chứ nó không có chỗ để tay bằng da. Và nó cũng không có cái sạc Type-C luôn ở hàng ghế thứ ba này. Và nó cũng không có hốc gió cho hàng ghế thứ ba luôn. Nhưng mà theo mình thấy thì ngồi đây do là cái gió ở cái hàng ghế thứ hai nó đã mạnh rồi nên mình thấy ngồi ở đây thì vẫn mát chứ không có tới nổi ha. Đó các bạn thấy. Muốn ra thì chúng ta nhấn cái nút này nè. Những cái nút này thì cái ghế này nó dịch lên ha, và chúng ta bước ra. Rồi chúng ta bước ra ha. Rất êm ha. Như mình chia sẻ phần đầu video thì cả GLE và GLS sử dụng chung một cái động cơ nên là chúng ta đề máy sẽ rất là êm, đề máy sẽ rất êm ha. Nhìn về cái tổng quan nội thất thì mình thấy nó cũng giống như GLE thôi.
về cái kiểu thiết kế ngang này với những chất liệu da, gỗ, ốp chrome mờ. Nhưng nó sẽ khác một số chi tiết, như các bạn thấy là cái vô lăng này, thay vì là chúng ta ốp da hết toàn bộ như là GLE thì chúng ta sẽ được ốp gỗ đây, ốp gỗ trên và dưới ha. Gỗ này gỗ nó hơi gọi là hơi mờ ha, chứ không phải gỗ bóng, cầm rất là chắc tay. Và cái điểm nữa mình thấy là nó có sạc không dây. Nó có sạc không dây. Và camera 360 ha. Đây, camera 360. Chúng ta có thể quan sát được đầu xe này, phần đầu này, xung quanh này, hai bên này, phần đuôi này, phần phía sau và xung quanh này. Trong khi GLE 450 thì chúng ta được trang bị camera lùi, có thể quan sát được góc rộng ha. Và một điểm nữa là chúng ta thay đổi chế độ lái, nó vẫn có những cái chế độ lái giống như GLE nhưng mà nó sẽ có thêm chế độ off-road. GLE không off-road, chế độ off-road nha, nhưng GLS chúng ta sẽ có chế độ off-road. Thì một cái điểm nữa là khi mà thay đổi chế độ lái thì GLS sẽ can thiệp thêm vào phuộc ha. Phuộc do là phuộc, như là phuộc hơi, có thể thay đổi được cái độ cứng và mềm cho bên trong cái phuộc. Trong khi GLE là chúng ta là phuộc dầu lò xo, sẽ không có tác động vào phuộc. Và một điểm nữa là có một cái nút ở đây để chúng ta nâng hạ gầm. Nâng hạ gầm GLE chúng ta không nâng hạ gầm được, chiếc này nâng hạ gầm được. Nâng nè, nâng gầm lên nè. Đó, các bạn thấy là nó đang chớp nè, là nó đang nâng gầm lên. Đang nâng gầm lên ha. Khi mà nâng hết rồi thì chúng ta muốn hạ, chúng ta gạt xuống, nó cũng sẽ tự hạ xuống của chúng ta. Còn về chất liệu da, mọi thứ là giống nhau. Rồi chúng ta ra hàng ghế sau, chúng ta xem tiếp nha. Mình đang ngồi ở khoang sau của chiếc GLS. Về cái độ rộng rãi thì mình thấy nó cũng tương đương với GLE khi mà ngồi hàng ghế thứ hai, nhưng mà nó sẽ có những cái tiện ích cho người ngồi hàng ghế thứ hai này nhiều hơn. Đầu tiên rõ rệt là cửa sổ trời toàn cảnh panorama vuốt từ trên xuống phía dưới. Chúng ta ngồi đây nhìn lên sẽ thấy nó thoáng cái xe hơn. Những khách hàng nào mà thích cái cửa sổ trời thì đây là một cái điểm rất là đáng cân nhắc. Nhưng bù lại thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ nóng hơn là khi mà chúng ta đi chiếc GLE. GLE thì cái khung nó liền ha. Cái độ cách nhiệt nó sẽ tốt hơn là cái này. Và mình nói thêm một điểm nữa là chúng ta có thể khắc phục bằng cách là chúng ta dán những cái phim cách nhiệt loại tốt ha. Dán phim cách nhiệt loại tốt. Thêm một điểm nữa là GLE chúng ta có hai hốc gió ở trung tâm, thì GLS chúng ta sẽ có thêm hai hốc gió ngay trụ B. Hai hốc gió ngay trụ B ha. Cũng được trang trí mạ chrome phay xước rất đẹp. Và hốc gió ở trên đây. Tổng cộng là chiếc này chúng ta ở khoang thứ hai chúng ta có 6 hốc gió so với GLE là hai hốc. Ngồi đây chúng ta có thể điều chỉnh được điều hòa riêng biệt cho người ngồi bên phải và bên trái. Nói nôm na là chiếc GLS là điều hòa 4 vùng độc lập, GLE là 2 vùng. Thêm nữa là chúng ta có rèm ha, rèm chỉnh điện. Trong khi GLE chúng ta không có rèm chỉnh điện. Và chúng ta cũng có thể khắc phục bằng cách là chúng ta dán phim cách nhiệt loại tốt trên GLE. Và khi mà chúng ta đẩy hết cái hàng ghế ra phía sau, tất nhiên rồi GLS thì cái hàng ghế thứ hai cũng sẽ được chỉnh điện ha. Chỉnh điện lên ngã lên xuống này. Thì cái độ rộng rất là rộng. Rất là rộng ha. Và ngồi rất là thoải mái luôn. Ok, chúng ta ra hàng ghế thứ ba của chiếc GLS nhé. Muốn ra hàng ghế thứ ba chúng ta cũng chỉ nhấn một nút ở đây thôi. Ghế cũng tùy từ được nhấc lên giống như GLE ha. Giống như GLE. Rồi chúng ta bước ra sau này. Một cái điểm đầu tiên mình thấy là khi mà chúng ta bước ra hàng ghế thứ ba của chiếc GLS á, thì nó sẽ dễ hơn.
nó sẽ dễ bước ra bước vào hơn. Có chăng là cái phần thiết kế khu vực này nè, nó thiết kế nó vuông hơn, nên là chúng ta bước ra hàng ghế thứ ba nó dễ dàng hơn là một. Thứ hai nữa là về cái thế ngồi, nó rộng hơn rõ rệt các bạn, tại vì nó dài hơn GLE tới gần 3 tấc, nên là chúng ta ngồi cái đùi của chúng ta nó xong không có bị cong nữa, mà chúng ta sẽ đùi nó sẽ thẳng như thế này, và cái đầu gối của chúng ta cũng sẽ không có chạm vào cái phần hàng ghế thứ hai. Tất nhiên là hàng ghế thứ hai chúng ta cũng phải xích lên một tí để san sẻ chỗ ngồi khi mà ngồi hàng ghế thứ ba. Mình cao 1m73 nha. Còn nếu mà quý khách hàng nào mà dưới 1m73 thì ngồi sẽ thoải mái hơn nữa. Thêm nữa thì trần thoáng. Trần thoáng và cái thế ngồi, mình thấy cái thế ngồi của chiếc GLS này khi mà ngồi ở ghế thứ ba nó sẽ cao hơn. Cái thế ngồi của bạn nó cao hơn là GLE. Nó cao hơn nha. Thế ngồi cao hơn và chúng ta quan sát được nó bao quát hơn, cũng như là cái cửa kính này. Cái cửa kính này nó rộng hơn. Cái cửa kính này nó rộng hơn. Và một cái điểm rất là ăn tiền nữa là trên này nó có cái hốc gió thứ ba ha. Nó có hốc gió thứ ba. Chúng ta không có cần phải san sẻ cái gió cho từ cái hốc gió trung tâm. Tất nhiên là hốc gió trung tâm của GLE rất là mát rồi, nhưng với GLS có cái hốc gió riêng thế này tuyệt vời hơn nữa ha, tuyệt vời hơn nữa. Và chúng ta có hai cái bệ tựa tay ngay đây ha, bệ tựa tay ngay đây được bọc da cũng có những cái đường chỉ may cũng như để ly ha. Và chúng ta có hai cái cổng tay si cho hai bên, trong khi GLE là không có. Và một cái điểm hay ho nữa là thay vì ví dụ như là chúng ta muốn bước ra hay bước vào gì đó, chúng ta phải tác động lên cái nút ở trên cái hàng ghế thứ hai, thì nay với cái xe này GLS này chúng ta có một cái nút ở đây, chúng ta chạm ha, chúng ta nhấn, chúng ta giữ ha, nhấn giữ thì cái hàng ghế thứ hai cũng sẽ từ từ lùi xuống. Chúng ta không có cần phải tác động lên cái hàng ghế thứ hai nữa, mà có một nút riêng cho hàng ghế thứ ba. Và tương tự chúng ta muốn đi ra, chúng ta cũng chỉ cần nhấn một cái thôi. Thì là ghế thứ hai dịch lên và chúng ta bước ra ngoài ha. Ngay cả cái việc mình bước ra từ hàng ghế thứ ba của GLS cũng thoải mái hơn là GLE ha. Chúng ta đã cùng nhau đi qua chi tiết hai chiếc xe nhập Mỹ GLE 450 và GLS 450. Mỗi xe đều có những cái thế mạnh riêng. Nếu như GLE 450 được thiết kế với một cái kích thước vừa phải, chúng ta có thể tự cầm lái gọn gàng đi trong phố hoặc là đi xa, thì GLS lại sở hữu cái hàng ghế thứ ba nhiều tiện nghi hơn, cũng như là những cái option bên trong nhiều hơn là GLE. Mỗi một chiếc xe có những cái thế mạnh và đặc trưng riêng. Thì qua clip này các bạn thấy chiếc xe nào là phù hợp, hãy cho mình lắng nghe ý kiến bằng cách comment ở phía dưới video này. Và nếu thấy clip hay cho một like, nhấn vào nút chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Và về mức giá GLE 450 với mức giá là 4 tỷ 619 triệu. GLS 450 với mức giá là 5 tỷ 309 triệu. Chênh nhau khoảng 700 triệu. 700 triệu với nhiều khách hàng đó là một con số không đáng kể. Nhưng nếu chúng ta xét một cách, một cái phương diện khác đi, thì 700 triệu đó chúng ta có thể dùng để nuôi một chiếc xe cỡ lớn như thế này trong nhiều năm. Đó cũng là một cái yếu tố chúng ta nên cân nhắc giữa khi mà chúng ta so sánh giữa hai chiếc xe. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về cả hai chiếc xe nhập Mỹ tuyệt vời này, hãy liên hệ ngay với Huy nha, 0934 091 193. Xin chào và hẹn gặp lại.